Thưa quý vị và các bạn, bonsai ngược là một trường phái mới, ý tưởng mới mang tính đột phá trong nghệ thuật tạo hình bonsai cây cảnh. Ý tưởng này đến nay mới chỉ được ghi nhận với gần 100 tác phẩm tại vườn nhà ông Lê Thành, người được giới chơi cây cảnh, bonsai, mệnh danh là dị nhân bonsai ngược ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Yêu cây cảnh từ nhỏ và trải qua một hành trình dài khám phá, tìm tòi hướng đi, nghệ nhân Lê Thành luôn trân quý, yêu mến thiết tha những tác phẩm ngược như yêu những đứa con của mình. Chương trình Sắc màu cuộc sống số này xin mời quý vị và các bạn cùng đến thăm khu vườn bonsai ngược ở một con phố nhỏ xinh đẹp của Tam Kỳ và gặp gỡ người nghệ nhân có ý tưởng độc lạ này. Tôi vẫn biết yêu cây là đau khổ. Khi con thơ réo gọi bố xin tiền, cây ngoài vườn sau bỏ phá đảo điên, mà trong ví chẳng còn xu dính túi. Có bao ngày trong cơn say đắm đuối, tôi thẫn thờ mê mẩn với hàng cây. Nhưng ngờ đâu kẻ trộm đã đến đây, chỉ một đêm nó cũng cay đi mất. Rất lắm khi tôi như người khuất tất, lẻn ra vườn bất kể giữa đêm khuya, để ngắm nhìn, để diễn tả, để sẻ chia về loài cây chỉ nửa đêm mới rộ. Nhưng tôi vẫn biết yêu cây là đau khổ. Thế mà sao tôi vẫn cứ mãi yêu? Thôi thì thôi, tuổi cũng đã xế chiều, trót yêu rồi, thôi thì yêu tới chết. Đó là những tâm tình sâu lắng từ tâm hồn nghệ nhân Lê Thành, được kết tinh qua mười mấy năm gắn bó với thú chơi bonsai ngược do chính anh nghĩ ra và thực hiện tại khu vườn nhỏ trên ban công và sân thượng nhà mình. Cuộc chơi khác người này đã từng một thời khiến anh phải chịu nhiều áp lực từ nhiều phía. Trong đó có không ít những dị nghị, phản bác từ giới chơi bonsai, cây cảnh. Và đây chính là kết quả mà nghệ nhân Lê Thành chứng minh về sự thành công của anh trong cuộc chơi bonsai ngược với những nguyên tắc nghiêm ngặt, không hề dễ dãi, không phản tự nhiên mà trước nay chưa ai nghĩ tới. Hiện nay thiên hạ gọi tôi là dị nhân, cái người chướng khất, nhưng mà thực ra thì có gì đâu mà phải dị ha. Bonsai thì là chép từ thiên nhiên, và tới bây giờ thì tôi khẳng định rằng là đây hướng đi đúng, bởi vì vượt qua những cái trở ngại như là chăm bón đồ này nọ, bây giờ mình có trong tay một cái kinh nghiệm nhất định. Vốn là người yêu thích cây cảnh từ thuở nhỏ, nhưng mãi đến năm 2008, khi đã định cư tại ngôi nhà ở phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, nghệ nhân Lê Thành mới thực sự dấn thân vào cuộc chơi cây cảnh. Ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân trên hành trình khám phá nghệ thuật bonsai, nghệ nhân Lê Thành đã manh nha cho mình một ý tưởng lạ, đó là bonsai ngược. Anh đọc sách, nghiên cứu tài liệu về nghệ thuật chơi bonsai trên mạng, và hầu như chỉ tìm được những chỉ dẫn về nghệ thuật bonsai truyền thống. Theo đó, nghệ thuật bonsai kinh điển quan niệm bonsai là nghệ thuật tái hiện hình tượng cây cối từ thiên nhiên vào trong tác phẩm.
Nếu như trong thiên nhiên có những cây cổ thụ đơn lẻ, cao dong dỏng, những cây bị xô nghiêng hoặc những cây mọc ở triền núi do tác động của tự nhiên, cây phải cong vòng xuống dưới, thì nghệ thuật bonsai đã mô phỏng thành những dáng thế đặc trưng được định hình, lần lượt là văn nhân, bạc phong, thác đổ, hoặc từ những cây cổ thụ mọc thành cụm 3 cây, 5 cây, hay nhiều cây tương ứng với các thế đa thân, tam đa, ngũ phúc, cụm rừng trong nghệ thuật bonsai. Và lịch sử nghệ thuật bonsai ghi nhận, từ cổ điển đến hiện đại, cũng chỉ mới tạo tác mô phỏng được những dáng thế cơ bản như đã nêu trên đây. Tuy nhiên, trong tự nhiên, những tình huống nói trên chưa phải là tất cả, nếu không muốn nói là chưa đầy đủ. Nói thật là mình chơi cây là có ngọn ngành, có gốc gác. Mình đọc rất kỹ những cái tài liệu kinh điển, chứ mình không có lơ mơ. Và mình thấy rằng là cái nguồn gốc của bonsai là họ chép từ thiên nhiên. Họ chép thế đứng, thế nghiêng, thế đổ, thế hoành, thế đổ. Chỉ có chừng đó thôi. Trực, siêu, quyền, hoành. Bốn thôi. Nhưng ở quê mình hơn động rất nhiều. Cây chốc ngược xuống ri. Tài liệu cũng chưa có. Thì đó, thì mình mới manh nha ý tưởng á, cái mình làm thử. Làm thử thấy nó sống tốt và thậm chí nó đẹp. Không chỉ đẹp mà nó tạo một cảm xúc rất lạ. Khi hình thành cây nó tạo cảm xúc rất lạ. Cho nên mình theo đuổi tới chừng. Bắt đầu từ những thử nghiệm với những loại cây nhỏ mọc phổ biến trong tự nhiên ở nhiều vùng quê xứ Quảng, trồng ngược trong chậu nhỏ và ghi nhận sự phát triển cũng như dáng thế của chúng khá ấn tượng. Lê Thạnh đã mạnh dạn đầu tư về kinh phí và thời gian cho cuộc chơi dài hơi bằng những tác phẩm có kích thước lớn hơn, giống loại mới lạ và khắc khe hơn trong quá trình chăm sóc, tạo tác dáng thế. Những lúc nhàn rỗi, anh lặn lội từ đồng bằng đến cả rừng sâu hay sưu tầm ở nhiều địa phương trong cả nước để tìm cho được các loại cây cảnh. Nhờ vào đó mà nay khu vườn cây cảnh của anh có đến hàng trăm loại, nhiều nhất là cây cảnh bonsai thế ngược, còn gọi là gốc trên trời, ngọn dưới đất. Đó là những chậu bonsai ngược với những giống loài như kim quýt, mai, linh sam trắng và tím, lộc vừng, hoa trang, hồng ngọc, ngô đồng, bùm sụm. Mỗi tác phẩm mang một phong cách riêng, ý nghĩa triết lý riêng. Nhưng theo nghệ nhân Lê Thạnh, điều chung nhất để cắt nghĩa cho bonsai ngược được anh đúc rút ra đó là... Đây là cái cây này là giống cây linh sam. Linh sam dạo dòng sông Hinh này, lá trung, ra bông tuyệt vời. Thì thực tình thì để làm được cái cây ngược đẹp thì... tôi phải là lặn lội để tìm những cái phôi giống vừa ấy. Nhưng cái phôi như đây á, thì khi mà mình gặp hắn á, thì với cái bonsai xui á, bonsai bình thường á, thì cái phôi này không giá trị gì hết. Nó chỉ là vừa bay mà vừa đổ. Những cái phôi đó thì là lặn không có nhiều tiền. Nhưng mình đã có ý đồ trước rồi. Mà mình mua về mình làm ngược. Mình mua về mình vô một cái chậu như thế này. Rồi sau khi mình chế công phu rồi á, thì cành nhánh mình làm. Này cành nhánh như ri á là đây chưa cũng là 4-5 năm rồi mới ra được ri và uống phải. Nhưng mà là các anh để ý xem thì bonsai ngược nhưng cành nhánh phải làm cho chuẩn, và phải làm cho chuẩn có nghĩa là hắn đi theo đúng cái tiếp của hắn bonsai, chứ không phải là muốn làm kiểu như là không phải ngược ngạo đâu, muốn là kiểu như là thì mình làm như thế này để mà mình khẳng định với cuộc đời rằng ở đời dẫu có khó khăn đến mấy, thậm chí là không thể, nhưng nếu quyết tâm thì vẫn có thể. Mình muốn diễn tả cái đó vẫn có thể, bởi vì là có ai nghĩ rằng cứ cay vơ vẩn nữa mà về mà trồng chốc ngược đây là ăn sống, nhưng không, hắn không chỉ sống mà sống tốt, sống rất đẹp. Dáng thế và cả các loại chậu trong bonsai ngược cũng được phá cách theo nhiều kiểu đa dạng phong phú, tạo nên những tác phẩm lạ mắt ấn tượng. Nếu trong bonsai xuôi có các thế trực, siêu, hoành, huyền, thẳng đứng, nghiêng, ngang và đổ, thì trong bonsai ngược cũng có các dạng tương ứng, trực, thẳng nhưng chốc ngược xuống dưới, siêu, chốc nghiêng, hoành, chốc ngang và huyền, vừa chốc vừa đổ. Còn chậu cho bonsai ngược thì được sử dụng vô cùng phong phú,
thể hiện sức tưởng tượng đi kèm với chút sáng tạo của tác giả. Có thể đó là một cái lu, cái lọc bình cắm hoa, thậm chí là một cái ché rượu, miễn sao tác phẩm hoàn chỉnh không bị lố hay phản cảm, và nhất thiết phải đạt được các yếu tố cơ bản về thẩm mỹ. Với ý tưởng đó, dần theo năm tháng, gia tài bonsai ngược của người nghệ nhân này giờ khoảng gần 100 tác phẩm được thử nghiệm với nhiều chủng loại cây và nhiều kiểu chậu trồng, nhiều chất liệu khác nhau. Trong số đó có nhiều tác phẩm đẹp được giới chơi cây địa phương và cả trên mạng xã hội ghi nhận. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, ý đồ phá cách trong nghệ thuật bonsai đã khiến tác giả còn phát triển sang những hướng mới. Trong đó, một trong những ý tưởng tương tự cũng khá thú vị, đó là bonsai ngang. Để đi kèm với bonsai ngược mà tạo nên một bonsai ngang ngược lý thú. Trực, siêu, quyền quanh, ngược. Mình chỉ nói năm thứ. Nhưng mà mình chưa nói cái thứ mà nạp từ mập từ tiền uống mặt xỉ ngon ra đây nè. Đó là bonsai ngang. Mà thực chất Lê Thành cũng đã làm vừa món rồi. Vừa món rất là hay. Chỉ có điều là chưa nhiều. Hiện nay trong vườn thì có vừa cây rất đẹp nha. Dốc lòng, dốc sức và đam mê cho cuộc chơi bonsai ngược, nghệ nhân Lê Thạnh từng bước khẳng định hướng đi đúng của mình. Nhưng anh cũng khẳng định cái sự đúng này cũng chỉ là ý tưởng của mình, là cảm nhận chủ quan về sự độc lạ của tác phẩm ngược được tạo nên từ chính bàn tay, ý niệm của riêng anh, góp một chút sắc màu khác biệt trong khu vườn cây cảnh bonsai trên mọi miền đất nước. Có lẽ vì thế mà nghệ nhân Lê Thạnh có lần tâm sự rằng chơi cây cảnh không phải để kinh doanh mà phải biết tận hưởng giá trị độc lạ của nó. Nhiều người trả tôi cả chục, trăm triệu một cây, nhưng tôi không bán vì sợ họ mua theo giá trị chứ không yêu cây như yêu con. Thà tôi sẵn sàng đem tặng, đem cho người mà biết mê yêu cây cảnh. Có lẽ đó cũng là điều quan trọng giúp anh, một người chơi bonsai được mệnh danh bằng hai chữ dị nhân.